Đại tướng Tô Lâm không ai được giữ căn cước của người dân. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói nhiều cơ quan khách sạn thường giữ chứng minh thư hoặc căn cước công dân của khách nhưng theo quy định thì không ai có quyền này. Thảo luận tổ ở Quốc hội về dự án luật căn cước công dân sửa đổi sáng mùng 10 tháng 5 Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định căn cước là vật bất ly thân của người dân không ai có quyền giữ trừ trường hợp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền giữ để phục vụ điều tra. Dự án luật căn cước công dân sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường ngày 22 tháng